Cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con mới xuất được một cái chậu Ruby No 2. Và cái dòng Ruby No 2 thì lâu lâu cửa hàng bên con mới có, mới tách được một lần thôi chứ không có hàng nhiều. Và cái Ruby No 2 này là cây thuần chậu tại vườn của con. Và đang có một thân già và một cái mầm đang xuống rễ rất là khỏe. Cây cực kỳ khỏe nha cô chú. Một mẹ con đá nó đã đứng ngọn rồi và đang lên một mầm rất là lực. Đây là Ruby No 2. Và con thì con thấy rất là thích cái mặt hoa Ruby No 2 của chú. Và cái mặt hoa Ruby No 2 đẹp hơn cây Ruby No 1 rất là nhiều. Và giá của Ruby No 2 nó cũng cao. Và ngày hôm nay thì bên hàng bên con đã có một hướng. Và đây là cái mặt chớp sau của Ruby No 2 nè cô chú. Thấy chưa? Chớp rất là nét luôn. Đây là chớp mặt sau rồi đó. Cực kỳ nét. Và Ruby No 2 này mặt hoa rất là chuẩn nha cô chú. Và bên con hiện tại thì có đúng duy nhất là một hướng thôi để cho các cô chú mình sưu tầm thôi. Và giá tiền ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang bán hướng Ruby No 2 này với giá tiền là 2,9 triệu nha cô chú. Đúng duy nhất một hướng thôi. Và con thấy có một số người ta bán tới 4 triệu cộng luôn á. Nhưng mà hôm nay thì con bán với giá tiền là 2,9 triệu Ruby No 2. Giá rất là mềm. Hàng này là hàng thuần chậu tại vườn nha cô chú. Đúng duy nhất một chậu Ruby No 2. Hình cây của cây Ruby No 2 nha cô chú. Cái mầm đang lên rất là khỏe và lên rất là lực luôn cô chú. À, Ruby No 2 nè, rễ đó thần chậu rất là khỏe nè. Và cái thân già này nó chỉ còn một mắt là cái cộng đầu thôi cô chú. Đó, đây là Ruby No 2. Và giá tiền ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang bán ra cho các cô chú mình sưu tầm với giá tiền của cộng Ruby No 2 này đó là 2,9 triệu. Và kích thước của cái thân này thì bên cửa hàng bên con đang đo được là 12 cm nha cô chú, nó tầm 12 cm, lên tới đầu lá được khoảng tầm 17. Và cái mầm này nó đang được là 3 cm nè, đây là Ruby No 2. Nói chung là cây rất là khỏe, rất là lực nha cô chú. Đó. Cây này mình về mình chăm rất là dễ vì đã bắt đầu xuống rễ thuần chậu rồi. Ruby No 2. Con bán nguyên chậu này với giá tiền là 2,9 triệu, đúng mới nhất một cộng nha cô chú. Chớp Ruby No 2. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyên Chánh, Tân An, Long An. Cô chú nào mình thích thì mình cứ nhanh tay sưu tầm vì đây là một cái mặt hoa, nói chung là không có hàng nhiều. À, đây là cây Ruby No 2 nha cô chú. Lâu lâu cũng mới tách được một hướng thôi. À, cây này rất là khỏe luôn, Ruby No 2 thân lớn đã đứng ngọn rồi. Và kèm với đó là đang có một mầm rất là lực. Hàng thuần chậu nha cô chú, chớp Ruby No 2. Cái mầm mà đều đã bắt đầu đang xuống rễ rồi. Và địa chỉ cửa hàng nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, Tân An, Long An nha cô chú. Tại vì hôm nay thì con chỉ có đúng duy nhất một hướng thôi. Nên các cô chú mình thích thì mình cứ nhanh tay sưu tầm. Không có hàng nhiều. Mình chần chừ là mình không có hàng đi chơi nha cô chú. Đây là chớp Ruby No 2. Mặt hoa rất là đẹp. Và cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú, đây là chớp Ruby No 2.